Để giảm lượng phát thải, nguyên nhân chính gây nên sự nóng lên của trái đất. Trong thời gian qua, cùng với nhiều chương trình dự án khác được triển khai tại Thừa Thiên Huế, dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rét còng ở Việt Nam giai đoạn 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động, mở ra hướng đi mới trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu UNFCCC, một sáng kiến đã được đưa ra đó là rét còng. Đây là cơ chế tài chính nhằm cung cấp sự hỗ trợ cho các nước đang phát triển có nhiều hoạt động làm giảm phát thải khí nhà kính thông qua 5 hoạt động chính, đó là giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng, giảm phát thải khí nhà kính từ suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng carbon từ rừng, tăng cường trữ lượng carbon từ rừng và quản lý rừng bền vững. Trong thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã và đang tham gia vào nhiều dự án giảm phát thải nhà kính nhằm góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. Trong đó, dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rét còng ở Việt Nam giai đoạn 2, còn gọi là FCCF2 tại Thừa Thiên Huế, là một điển hình đáng ghi nhận. Trong khuôn khổ thực hiện dự án này, vùng Bắc Trung Bộ sẽ xây dựng một văn kiện chương trình giảm phát thải cho vùng Bắc Trung Bộ. Và văn kiện này sẽ được đề trình cho Quỹ Đối tác Carbon trong lâm nghiệp. Nếu mà văn kiện này được phê duyệt, thì mỗi địa phương sẽ nhận được một khoản kinh phí lớn để bù đắp lại cái khoản mà ngân sách đã bỏ ra cho cái công tác quản lý tài nguyên rừng trong những năm qua. Và đây được xem như là cơ chế tài chính bền vững từ nay trở về sau. Rét còng là một khái niệm còn khá mới nên Ban Quản lý Dự án FCPF2 tỉnh xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức là một trong những hoạt động quan trọng đầu tiên. Với mục tiêu thay đổi nhận thức cho cán bộ, người dân và đặc biệt là người dân sống gần rừng, phụ thuộc vào rừng, dự án đã tổ chức nhiều đợt, nhiều hội thảo với các nội dung về biến đổi khí hậu và rét còng. Từ khi mà được là tập huấn về rét còng á, nhận thức được vấn đề là biến đổi khí hậu thì nên là riêng bản thân tôi cùng là xung quanh là bà con thì nên là chúng ta là hướng ứng vấn đề là để chống là biến đổi khí hậu. Thứ nhất là vấn đề là trồng rừng, một là để là thu nhập về kinh tế, thứ hai là để là mình chống vấn đề là biến đổi khí hậu. Quyết tâm thực hiện rét còng của tỉnh được thực hiện hóa bằng quyết định số 3255 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng và nâng cao trữ lượng carbon rừng giai đoạn 2016-2020, gọi tắt là PIRAP. Các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng được phân tích đánh giá trong quá trình xây dựng PIRAP của tỉnh dựa trên kết quả phân tích tình hình diễn biến rừng giai đoạn 2000-2015 và kết quả tham vấn các cấp từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án FCPF2 đang hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung cập nhật cho PIRAP để phù hợp với kế hoạch hành động rét còng quốc gia NRAP. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với dự án FCPF2 tiến hành xây dựng văn kiện chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Đây là chương trình rét còng cấp vùng đầu tiên ở Việt Nam. Để thực hiện những nội dung trên, cả hoạt động của dự án đã được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó ưu tiên tập trung chủ yếu vào 3 huyện A Lưới, Nam Đông và Phong Điền, cũng như các ban quản lý rừng phòng hộ và các công ty lâm nghiệp quốc doanh nằm trong và ngoài ranh giới 3 huyện này. Để phục vụ chương trình giảm phát thải vùng, Ban Quản lý Dự án tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn tiểu giáo viên và mở rộng về kỹ thuật thực hiện giảm sát rừng MRV bằng máy tính bảng tại huyện A Lưới, thị xã Hương Trà và Hương Thủy cho 87 cán bộ các đơn vị trong tỉnh liên quan đến quản lý bảo vệ và phát triển rừng và đất rừng. Việc hoàn thiện và ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin theo dõi diễn biến rừng sẽ giúp chúng ta bám sát được tiến trình thực hiện rét còng trên toàn quốc nhằm điều chỉnh chính sách càng can thiệp thích hợp trong từng thời kỳ. Qua các lớp tập huấn của Ban Quản lý Dự án tỉnh rét còng tỉnh Thừa Thiên Huế thì tôi thấy các lớp tập huấn này rất có ý nghĩa khi nó giúp nâng cao năng lực chuyên môn cũng như là giúp cho các cán bộ là tiếp cận và áp dụng được công nghệ mới trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Bên cạnh hoạt động nâng cao năng lực giảm sát rừng, hoạt động trồng rừng gỗ lớn không chỉ có ý nghĩa nâng cao thêm thu nhập cho người dân mà còn tăng tích lũy carbon và giúp giảm phát thải. Ban Quản lý Dự án FCPF2 tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn năng suất cao, hỗ
khôi phục tu bổ rừng tự nhiên cho các cán bộ kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp, Hạt Kiểm Lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn, Vườn quốc gia và các đơn vị chủ rừng lớn trên địa bàn tỉnh. Ngoài những lúc thảo luận về các biện pháp kỹ thuật, các cán bộ còn được tham quan các mô hình thực tế đạt hiệu quả cao trong việc tăng tích lũy carbon trên địa bàn tại thôn Bến Vắng, Lộc Bổn và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. Qua thời gian chúng tôi tham gia thì năm vừa qua chúng tôi đã khai thác được bình quân sau 8 năm bình quân một ta là 250 triệu. Đã từ chi phí, đã từ tất cả một các khoản chi phí. Trồng rừng là gỗ lớn đem lại một lợi tức kinh tế cao cho gia đình và mọi người dân, thì còn góp vào phần tích lũy là carbon rừng và giảm phát thải. Rác cầm được thiết kế với mục tiêu đem lại lợi ích cho người dân, nên việc chính quyền địa phương và cộng đồng người dân tham gia vào rác cầm của tỉnh mang lại nhiều triển vọng về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Thực hiện rác cầm, ngoài việc góp phần làm giảm thiểu biến đổi khí hậu để thực hiện mục tiêu quốc gia, còn đem lại các lợi ích thiết thực khác cho chính người dân và các tổ chức trực tiếp thực hiện các hoạt động đó. Với lực lượng kiểm lâm thì trong những năm tới sẽ tập trung vào cái công tác giám sát biến động rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Khi kết quả giám sát biến động rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng sẽ là cơ sở để chứng minh rằng chúng ta đã thực hiện cái nỗ lực giảm phát thải thông qua cái hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng cũng như là quản lý tài nguyên rừng bền vững như chúng ta đã cam kết trong cái văn kiện chương trình giảm phát thải. Với những gì mà dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rác cầm ở Việt Nam giai đoạn 2 đang triển khai tại Thừa Thiên Huế, trước mắt sẽ tạo nguồn tài chính mới, thay đổi cuộc sống của những cộng đồng người dân sống dựa vào rừng, góp phần bảo vệ phát triển rừng và nâng cao giá trị của rừng, từng bước làm giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu biến đổi khí hậu và đóng góp vào việc phát triển bền vững.